Chào các bạn nhỏ. Các em đã sẵn sàng ngủ chưa? Thấy mặt trăng bé nhỏ nhìn xuyên từ căn phòng đỏ, cuộn đôi chân bé ở dưới tấm chăn em, tường thấy rất nhiều nhiều bức tranh treo lên. Chuột mù ba chú chạy vòng quanh trong xanh, thường ngồi trên đó thấy chú hum ti đum ti. Màu vàng xe buýt lai, ngọn đồi xe buýt đến và truyền về quàng khăn đó với chắc chiều đây. Màu hồng bằng chai và bột nay một bát, ngược cùng yên trên lưng chú với lúc lắc nồi đu đưa, niềm vui trong quyển sách và đồ chơi thích lắm. Một dòng sông nên thơ chiếc thuyền đó bơi trên sông đây. Ngủ ngon nhé, chắc và chiều nhé, ngon xe buýt lái đến nơi xa xôi. Chuột ngủ nhé, chuột ơi chuột ngủ nhé, nào ngủ ngon nhé, cối xay gió bằng ơi. Ngủ ngon hầm thì ngủ ngon đầm chi, ngủ ngon bàn chai ngủ ngon tô, chiếc nồi ngủ cùng chiếc yên ngựa này, ngủ ngon nào đồ chơi này, ngủ ngon nào bàn chân mình, ngủ ngon đi tôi sẽ ngủ say. Này các em, đến giờ đi tắm rồi. Tắm nào các em? Nhưng em ướt rồi sao? Và em sạch sẽ hơn. Nhưng em mới vừa tắm ngày hôm qua. Chúng mình phải tắm mỗi ngày bạn ơi. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bạn nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bạn nào. Chà sạch đi chúng ta hãy chà đi. Hãy cùng rửa tay. Chẳng có cục xà bông, điều đó chẳng có sao. Và ta có nước nhiều ở đây không? Sẽ nhiều cho ta sạch sẽ ngày nay. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bằng nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bằng nào. Chà sạch đi chúng ta hãy chà đi. Gội đầu chúng ta. Chúng em muốn tóc được khô. Ô rồi sẽ khô. Lấy một chiếc khăn tóc bạn sẽ khô. Chà chà đi thôi mình sẽ sạch hơn. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bằng nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi nào.
chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi, bạn nào chà sạch đi, chúng ta hãy chà đi. Bạn có thấy vui không? Bây giờ bạn có thể đi đến trường rồi. Tạm biệt nha. Chào các bạn nhỏ. Rất vui khi ta có những người bạn tốt nhất, mặc dù thỉnh thoảng họ có thể hơi khó chịu. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Có thể lấy món ăn từ hộp cơm bạn, mừng tất cả trò chơi từ Xbox bạn. Hỡi bạn của tôi, của tôi, của tôi, bản thân của tôi, khiến bạn gặp rắc rối với giáo viên bạn. Tư vấn không mong muốn như người giảng đạo. Hỡi bạn của tôi, của tôi, của tôi, bản thân của tôi. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Là kẻ thua cuộc trong trò chơi này, anh ta phá vỡ xe đổ lỗi bạn. Hỡi bạn của tôi, của tôi, của tôi, bản thân của tôi, khi đang ăn pizza bánh tỏ anh dành cho rất ít cà chua soda format. Hỡi bạn của tôi, của tôi, của tôi, bản thân của tôi. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Thật tuyệt có một người bạn tốt, thế nào là tốt hay xấu? Thật tuyệt ta có người bạn tốt, bên ta vui vẻ hoặc buồn. Này các em, anh là xe lửa bóp. Hãy để anh hát một bài hát về các cụm từ phổ biến. Gây và đa làm tớ sẽ đau bằng chất xúc phạm qua ngôn từ. Quà tặng đó mang nhiều niềm vui nhưng lời nói hay hạt nhân tồi. Gây và đa làm tớ sẽ đau bằng chất xúc phạm qua ngôn từ. Quà tặng đó mang nhiều niềm vui nhưng lời nói hay hấp dẫn tôi. Chào hello và hi những lúc gặp nhau, cảm ơn mỗi khi được giúp đỡ. Bạn cần điều chi khi nhờ một ai vui lòng là từ phải nói đã. Chào hello và hi những lúc gặp nhau, cảm ơn mỗi khi được giúp đỡ. Bạn cần điều chi khi nhờ một ai vui lòng là từ phải nói đã. Gây
và đã làm tớ sẽ đau bằng chớ xúc phạm qua ngôn từ. Quà tặng đó mang nhiều niềm vui nhưng lời nói hay hấp dẫn rồi. Gây và đã làm tớ sẽ đau bằng chớ xúc phạm qua ngôn từ. Quà tặng đó mang nhiều niềm vui nhưng lời nói hay hấp dẫn thôi. Chào các em, gặp bạn của anh nhé, ngài xe buýt. Chào bớp, sao bạn không tham gia cùng tôi trên đường đến trường? Tất cả bánh xe buýt xoay tròn, xoay tròn, xoay xoay tròn, xoay xoay tròn. Tất cả bánh xe buýt xoay tròn, xoay tròn, đi về trường thôi. Nhìn kìa bớp, họ đang gieo hạt ở đằng kia. Này những hàng cây cối xanh màu, nó xanh màu, nó xanh màu. Này những hàng cây cối xanh màu, đi về trường thôi. Ở đó có Polly đang giúp cụ Herbert. Dìu bà Herbert đi tới con đường, tới con đường, tới con đường. Dìu bà Herbert đi tới con đường, đi về trường thôi. Thật tuyệt phải không? Mọi người giúp đỡ dọn dẹp công viên. Hay dư sạch sẽ thị trấn của mình, rất ư sạch, rất ư sạch. Hay dư thật sạch thị trấn của mình, đi về trường thôi. Những việc làm tốt khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Làm nhiều việc thiện khiến chúng ta cười, chúng ta cười, chúng ta cười. Làm nhiều việc thiện khiến chúng ta cười, đi về trường thôi. Vui phải không? Hẹn gặp lại lần sau. Này các em, hãy hát một bài hát ru cho em bé nhé. Ru ngoan nhé em, trên cành cây ở đây. Và cơn gió nhé, chiếc nôi xe đu đưa. Cành cây gãy đi, nôi này rơi xuống đây. Và mình đến chiếc nôi, em bé sẽ không sao. Ngọt ngào ấm ghê, mơ màng bé ngủ say. Mẹ ngồi kế bên đu đưa chiếc nôi này. Mẹ thì lắc lư, nôi này cũng lắc lư. Mặc dù ngủ say, em bé vẫn nghe ca. Ngoan nhé em, không sợ nhé bé yêu. Này đừng có lo, mẹ bé ở bên cạnh. Bàn tay nhỏ xinh nhắm nghiền đôi mắt em. Giờ bé ngủ say, đến sáng ngày hôm sau. Ở đó em bé đang ngủ, và bạn cũng vậy. Chúc ngủ ngon. Này các em có nghe về ba chú mèo con chưa? Ba chú mèo làm mất tất mình và chúng bắt đầu khóc to. Mẹ ơi con buồn vì mất tất rồi, thế chúng con phải làm sao? Vì mất tất rồi à, nghịch qua đó mà bánh sẽ chẳng được cho. Miêu miêu, bánh chẳng được mẹ cho.
tìm thấy tớ của mình. Và chúng bắt đầu khóc to: mẹ ơi con đã tìm thấy tớ rồi, mẹ hãy xem này mẹ ơi. Chị tìm thấy tớ rồi à, mèo bé nhỏ của mẹ, bánh xe dành phần cho. Meow meow, bánh xe được mẹ cho. Ba chú mèo mặc chiếc tất vào và chúng bắt đầu ăn bánh. Con sợ vì tất bấn rồi, tất bấn rồi mẹ ơi. Chị tất bấn rồi à, kịch quá đó mà, tiếng thơ dài thật sâu. Meow meow, gắn bấn rồi con đâu. Tất mình ba chúng bắt đầu học khô. Mẹ ơi xem này này, tất đã sạch, tất đã giặt sạch bông. Chị tất đã sạch đà rồi lắm bé mèo, mẹ ngươi thấy chuột gần đây. Meow meow, ngươi thấy con chuột gần đây. Chào các em, các em có muốn gặp cô Polly và búp bê của cô ấy cùng với xe lửa Bob không? Một bé búp bê của cô Polly bệnh rồi, vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ vội vội. Và bác sĩ đến với tuổi to và kẻ mù, ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa thạt thạt. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Polly hay đặt búp bê xuống đó. Rồi viết lên dây cho một viên thuốc hộp uống, sáng mai sẽ quay lại và khám một lần nữa. Búp bê đã được Polly chăm sóc và yêu thật nhiều. Cô đắp chiếc chăn và giữ búp bê thật ấm. Buổi sáng bác sĩ đến thăm cho và nở nụ cười. Búp bê đã khỏe hơn thật nhiều nhiều rồi. Búp bê đã khỏe hơn thật nhiều nhiều rồi. Mọi thứ đã trở lại tốt đẹp phải không? Cô Polly yêu búp bê của cô ấy rất nhiều. Này các em, hãy trở thành những người khác nhau ngay hôm nay. Dùng với lên hay làm nào, như là bác sĩ chúng ta. Giải phai ta hay làm nào, như là bác sĩ chúng ta. Ra với đi vào làm nào, như là bác sĩ chúng ta. Sức khỏe tốt rồi, thật rồi, bác sĩ tốt đó nha. Bắt những tên trộm, trộm đồ, giống một chú cảnh sát đi. Trước tiên ta phải chú cảnh sát kia, hãy khóa chúng lại thật chặt, giống một chú
cảnh sát đi bắt dính tên trộm thật rồi. Ôi thật tốt cảnh sát ơi. Thoát nước ra ngoài thật sạch, giống thời xưa ống nước đi. Ống nước sạch rồi thật sạch, giống thời xưa ống nước nha. Ống nước tiếp tục làm sạch, giống thời xưa ống nước đi. Tất cả thật tuyệt tuyệt vời, anh thời xưa ống nước hay. Nông dân giúp chúng phát triển thật mạnh, giống như một bác nông dân. Đến lúc thu hoạch vụ mùa, giống như một bác nông dân. Rất tốt công việc bạn làm, ôi thật tốt bác nông dân. Của chúng ta trộn đi món salad, salad giống đầu bếp xuất sắc nha. Nấu những món ăn tuyệt vời giống đầu bếp của chúng ta. Chẳng để thứ chi bừa bộn giống đầu bếp xuất sắc nha. Trong đó ngày còn con mình, yeah, yeah.
kêu quạc quạc, đây quạc kia quạc, trong mọi nơi quạc quạc. McDonald ngày còn đang chạy E-I-E-I-O. McDonald ngày có trang trạch E-I-E-I-O. Và ở trong đó ngày có con ngựa E-I-E-I-O. Người thì kêu nay nay, kêu nay nay, nay nay kia nay, có một nơi nay nay. McDonald ngày có trang trạch E-I-E-I-O. McDonald ngày có trang trạch E-I-E-I-O. Và ở trong đó ngày có con kêu ba ba, đây ba kia ba, khắp nơi ba ba. McDonald ngày có trang trạch E-I-E-I-O. McDonald ngày có trang trạch E-I-E-I-O. Và ở trong đó ngày có con gà E-I-E-I-O. Gà kêu chick chick, kêu chick chick, đây chick kia chick, khắp nơi chick chick. McDonald ngày có trang trạch. Kêu gà bông gà bông, đây gà bông gà bông, kia gà bông gà bông. McDonald ngày có trang trạch E-I-E-I-O. Xin chào các bạn nhỏ, bạn đã gặp gia đình của xe lửa Bob bao giờ chưa nào? Hãy xem ngón tay đầu tiên của bạn, đó là xe lửa bố. Ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Đây là ngón tay thứ hai, đó là xe lửa mẹ. Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay thứ ba là xe lửa anh. Ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay thứ tư là xe lửa chị. Ngón tay chi, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Và ngón tay cuối cùng là xe lửa em. Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Các bé cảm thấy không vui à? Hãy kiểm tra cái ngón tay thêm một lần nữa nhé. Ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Đây là ngón tay thứ hai, đó là xe lửa mẹ. Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay thứ ba là xe lửa anh. Ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay thứ tư là xe lửa chị. Ngón tay chi, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Và ngón tay cuối cùng là xe lửa em. Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Thật là tuyệt vời, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Có 10 bạn trên giường và một bạn là to. Lăn qua đi và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Chín, chín. Có 9 bạn trên giường và một bạn là to. Lăn qua đi và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Tám, tám.
có 8 bạn trên tường và một bạn là to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Bay, bay. Có 7 bạn trên giường và một bạn là to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. 6, 6. Có 6 bạn trên giường và một bạn là to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. 5, 5. Có 5 bạn trên giường và một bạn là to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. 4, 4. Có 4 bạn trên giường và một bạn là to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. 3, 3. Có 3 bạn trên giường và một bạn là to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. 2, 2. Có 2 bạn trên giường và một bạn là to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. 1, 1. Có 1 bạn trên giường và bạn lại là to. Chúc ngủ ngon. Chào các em có biết những gì đã xảy ra với Humpty Dumpty không? Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty thật đáng thương, tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm khỏe lại. Chào các em, hãy để tôi hát cho các em nghe về bài hát cây cầu London nhé. London Bridge đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó. London Bridge đang đổ xuống đó, một cô gái đẹp. Xây nó lên bằng gỗ và đất, gỗ và đất, gỗ và đất. Xây nó lên bằng gỗ và đất, một cô gái đẹp. Gỗ và đất sẽ rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ. Gỗ và đất sẽ rửa sạch sẽ, một cô gái đẹp. Xây nó lên bằng gạch và vữa, gạch và vữa, gạch và vữa. Xây nó lên bằng gạch và vữa, một cô gái đẹp. Gạch và vữa sẽ không chịu được đâu, không được đâu, không được đâu. Gạch và vữa sẽ không chịu được đâu, một cô gái đẹp.
xây nó lên vời sắt và thép, sắt và thép, sắt và thép, xây nó lên vời sắt và thép, một cô gái đẹp. Sắt thép không bị uổng công, bị uổng công, bị uổng công, sắt thép không bị uổng công, một cô gái đẹp. Xây nó lên bằng bạc và vàng, bạc và vàng, bạc và vàng, xây nó lên bằng bạc và vàng, một cô gái đẹp. Lên đến rít đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó, lên đến rít đang đổ xuống đó, một cô gái đẹp. Này các em, hãy nhảy điệu Boshi Woshi. Nào nhảy bên trái, nào nhảy bên trái, và chờ khi đến cuối nói nhảy Boshi Woshi. Nào nhảy bên phải, nào nhảy bên phải, và chờ khi đến cuối nói nhảy Boshi Woshi. Nào nhảy bên trái, nào nhảy bên trái, và chờ khi đến cuối nói nhảy Boshi Woshi. Nào nhảy bên phải, nào nhảy bên phải, và chờ khi đến cuối nói nhảy Boshi Woshi. Và mịt môi thì ta nói nhảy Boshi Woshi. Mình cúi xuống dưới, mình cúi xuống dưới, mình cúi xuống hết mức nói nhảy Boshi Woshi. Nhảy lên lên lên, nhảy lên lên lên. Và mịt môi thì ta nói nhảy Boshi Woshi. Mình cúi xuống dưới, mình cúi xuống dưới, mình cúi xuống hết mức nói nhảy Boshi Woshi. Nào đi ra sau, nào đi ra sau, và chờ khi đến cuối nói nhảy Boshi Woshi. Nào đi lên trước, nào đi lên trước, và chờ khi đến cuối nói nhảy Boshi Woshi. Nào đi ra sau, nào đi ra sau, và chờ khi đến cuối nói nhảy Boshi Woshi. Ôi, cuối tuần rồi, một kỳ nghỉ, tôi sẽ có niềm vui cuối tuần. Tôi sẽ thức dậy và sẵn sàng để chơi cả ngày. Đó là một ngày thứ bảy, một ngày nghỉ cuối tuần. Tôi sẽ thức dậy và sẵn sàng để chơi cả ngày. Đó là một ngày thứ bảy, một ngày nghỉ cuối tuần. Năm ngày đã qua ta làm việc hăng say, và ngày cuối tuần đến rồi, cuối tuần đến rồi. Năm ngày đã qua ta làm việc hăng say, và ngày cuối tuần đến rồi. Hai ngày nghỉ dài, ngày thứ bảy và chủ nhật, những ngày vui. Hôm nay là một ngày tôi được đi chơi. Hãy để tôi rời xa những cú sốc, gặp bạn bè của tôi, chơi trong ánh nắng mặt trời, uống nước chanh và có nhiều niềm vui. Tôi sẽ thức dậy và sẵn sàng để chơi cả ngày. Đó là một ngày thứ bảy, một ngày nghỉ cuối tuần. Tôi sẽ thức dậy và sẵn sàng để chơi cả ngày. Đó là một ngày thứ bảy, một ngày nghỉ cuối tuần. Năm ngày đã qua ta làm việc hăng say, và ngày cuối tuần đến rồi, cuối tuần đến rồi. Năm ngày đã qua ta làm việc hăng say, và ngày cuối tuần đến rồi. Hai ngày nghỉ dài, ngày thứ bảy và chủ nhật, những ngày vui. Thứ hai đến thứ sáu tôi phải đi học, làm tất cả bài tập về nhà, dính vào các quy tắc. Nhưng hôm nay là ngày cuối tuần, tôi có thể thư giãn, đi chơi với bố mẹ và có hàng tấn thức ăn nhẹ.
Tôi sẽ thức dậy và sẵn sàng để chơi cả ngày. Đó là một ngày thứ bảy, một ngày nghỉ cuối tuần. Tôi sẽ thức dậy và sẵn sàng để chơi cả ngày. Đó là một ngày thứ bảy, một ngày nghỉ cuối tuần. Năm ngày đã qua ta làm việc hăng say, và ngày cuối tuần đến rồi. Cuối tuần đến rồi. Năm ngày đã qua ta làm việc hăng say, và ngày cuối tuần đến rồi. Hai ngày nghỉ dài, ngày thứ bảy và chủ nhật, những ngày vui. Hãy nhìn những chú chim nhỏ dễ thương đó kìa. Tại chú chim nhỏ dễ thương đâu trên tường đó. Chú tên Peter, chú tên Paul. Bay đi Peter, bay đi Paul. Trở về Peter, trở về Paul. Chú chim nhỏ dễ thương đậu trên tường đó. Chú tên cha, chú tên Lily. Bay đi Chuck, bay đi Lily. Trở về Chuck, à trở về Lily. Chú chim nhỏ dễ thương đậu trên tường đó. Chú tên Peter, chú tên Paul. Bay đi Peter, bay đi Paul. Trở về Peter, trở về Paul. Hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Bé Johnny thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Mưa ơi, hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Bé Johnny thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Mưa ơi, hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Bé Johnny thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Mưa ơi, hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Bé Johnny thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Mưa ơi, hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Bé Johnny thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Này các em, các em có nghe nói về con gấu đi leo núi không? Gấu lang thang ở trên núi đó, chú gấu lang thang ở trên núi nè, chú gấu lang thang ở trên núi đây. Anh ấy có thể thấy những gì? Tất cả anh thấy thứ chi? Tất cả anh thấy thứ chi? Ở phía bên kia của ngọn núi đó, ở phía bên kia của ngọn núi nè, ở phía bên kia của ngọn núi đây. Tất cả anh có thể nhìn, anh thấy ngọn núi ở đây, anh thấy ngọn núi ở đây.
Chú gấu lang thang ở trên núi đó. Chú gấu lang thang ở trên núi nè. Chú gấu lang thang ở trên núi đây, anh có thể thấy những gì? Tất cả anh thấy thứ chi? Tất cả anh thấy thứ chi? Ở phía bên kia của con suối đó, ở phía bên kia của con suối nè, ở phía bên kia của con suối đây. Tất cả anh có thể nhìn, anh thấy con suối ở đây, anh thấy con suối ở đây. Chú gấu lang thang ở trên núi đó, chú gấu lang thang ở trên núi nè, chú gấu lang thang ở trên núi đây. Anh nhìn và thấy thứ chi? Chào các em, hãy nghe bài hát về Yankee Doodle nào. Yankee Doodle vào phố kia với con ngựa ông cưỡi trên lưng. Chiếc lồng chim trên mũ của ông được gọi là macaroni. Yankee Doodle luôn giữ nó, Yankee Doodle bành bao. Tâm trí ông theo từng bước nhảy dễ dàng chinh phục các tiểu thư. Cha và tôi đã cùng đóng quân với cảnh sát trường tên Gô Đình. Và chúng tôi đã thấy rất nhiều quân lính trông như bánh bù đinh. Yankee Doodle luôn ở đó, Yankee Doodle bành bao. Tâm trí ông theo từng bước nhảy dễ dàng chinh phục các tiểu thư. Cảnh sát trưởng tên Washington với con ngựa ông cưỡi trên lưng. Và chỉ huy quân lính của mình tôi thấy có đến 1 triệu binh. Yankee Doodle luôn ở đó, Yankee Doodle bành bao. Tâm trí ông theo từng bước nhảy dễ dàng chinh phục các tiểu thư. Yankee Doodle thật tuyệt. Hẹn gặp lại bạn lần sau nhé. Xin chào bác sĩ Bob. Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Mình làm sao? Bác sĩ Bob lần nữa. Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Có nóng không con thấy thế nào? Chẳng phải chích thuốc đâu con à. Chỉ cần con uống nước mát thôi, sẽ ổn thôi, sẽ tốt hơn nhiều. Bác sĩ Bob con đã trở lại. Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Con lớn lên rất ư khỏe mạnh, đứa trẻ ngoan và cũng khỏe mạnh. Về nhà đi hơi bé ơi, chớ có quên nói lời tạm biệt. Cảm ơn và tạm biệt bác sĩ Bob. Cầm che dầu môi đỏ hồng
răng trắng bồng, tóc gần sông và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương, đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Mà lung liền cầm che sâu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần sông và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương, đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Mà lung liền cầm che sâu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần sông và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương, đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Mà lung liền cầm che sâu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần sông và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương, đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Này các em, các em có biết tại sao chúng ta nên rửa tay không? Tại sao vậy Bob? Để loại bỏ vi trùng, đó là lý do tại sao. Nào rửa tay khi chúng mình cùng chơi, chơi rất vui, chơi với nhau bông chày. Bạn hãy dành thời gian hợp mặt cùng nhau, không quên ta rửa tay mỗi ngày. Xà phòng đây tay ta chà chà đi, rửa tay cách chúng ta hay làm. Chà chà đi với bọt tàu ra, rửa tay cách chúng ta hay làm. Đã đến giờ ăn trưa, các em đã rửa tay chưa? Em sẽ làm điều đó ngay bây giờ Bob. Hoàn hảo. Nào rửa tay khi chúng mình cùng ăn, không quên trước bữa ăn mỗi ngày. Bạn hãy dành thời gian hợp mặt cùng nhau, không quên ta rửa tay mỗi ngày. Xà phòng đây tay ta chà chà đi, rửa tay cách chúng ta hay làm. Chà chà đi với bọt tàu ra, rửa tay cách chúng ta hay làm. Anh thấy em vừa ra khỏi nhà vệ sinh, em đã rửa tay chưa? Dạ rồi anh Bob. Xuất sắc. Nào rửa tay khi chúng mình vệ sinh, không quên nhớ rửa tay bằng này. Bạn hãy dành thời gian hợp mặt cùng nhau, không quên ta rửa tay mỗi ngày. Xà phòng đây tay ta chà chà đi, rửa tay cách chúng ta hay làm. Chà chà đi với bọt tàu ra, rửa tay cách chúng ta hay làm. Anh thích chơi với con chó của anh, nhưng em biết Bob, chúng ta phải rửa tay sau khi chơi. Nào rửa tay khi chúng mình cùng chơi, không quên chơi thú cưng mỗi ngày. Bạn hãy dành thời gian hợp mặt cùng nhau, không quên ta rửa tay mỗi ngày. Xà phòng đây tay ta chà chà đi, rửa tay cách chúng ta hay làm. Chà chà đi với bọt tàu ra, rửa tay cách chúng ta hay làm. Achi. Bob, anh bị cảm lạnh rồi. Em phải rửa tay để không bị bệnh giống anh. Nào rửa sạch bàn tay khi bạn gần tôi. Tôi đây tôi đã cảm lạnh rồi. Bạn hãy dành thời gian hợp mặt cùng nhau, không quên ta rửa tay mỗi ngày. Xà phòng đây tay ta chà chà đi, rửa tay cách chúng ta hay làm. Chà chà đi với bọt tàu ra, rửa tay cách chúng ta hay làm. Bây giờ anh cảm thấy rất an toàn. Em cũng vậy Bob. Hẹn gặp lại các em lần tới nhé. Chào các em. Các bạn có muốn xem thế giới tuyệt vời của đại dương không? Hãy đi cùng với Bob. Và đừng quên mang mặt nạ thở của bạn.
ta đi qua con sông với mặt nước màu xanh. Như tôi dinh và tôi giặc trên mặt biển tôi đi qua. Xem chú cá tôi mong muốn chúng nhảy ra khỏi đường đây. Thật là vui bằng sẽ tin vào nơi tôi. Cả mập bơi xung quanh đó xem con cua với trái càng. Cả trình theo bánh xe tôi rất băng khuẩn. Xem mực ông mẹ và con xem con sữa nó bơi bơi. Trong thế giới tuyệt vời của biển xanh. Có rất nhiều hoạt động vui vẻ dưới biển. Hãy xem chúng là gì nhé. Hãy xem qua hang động đó trên chuyến đi với hai ma. Hãy cùng nhảy với sáng hồ và cò bơm ở bên cạnh. Và bạn cũng có thể thấy viên ngọc trai ở trong vỏ. Rất nhiều điều bạn có thể tìm thấy. Cả mập bơi xung quanh đó em con cua bay cay càng. Cả trình theo bánh xe tôi rất băng khuẩn. Xem mực ông mẹ và con xem con sữa nó bơi bơi. Trong thế giới tuyệt vời của biển xanh. Và có rất nhiều câu chuyện vui về cuộc sống ở đại dương sẽ cho bạn biết. Chỉ cần hòa mình vào đại dương bạn sẽ cảm nhận được tất cả. Bơi cùng nhau và cả voi hát những câu chuyện hùng ca. Trong thành phố của biển xanh nhưng được lan vàng tươi. Nơi được vua bơi quanh đó với nàng tiên ca màu xanh. Và đoàn tàu chạy trên đường dày nổi. Cả mập bơi xung quanh đó xem con cua với cây càng. Cả trình theo bánh xe tôi rất băng khuẩn. Xem mực ông mẹ và con xem con sữa nó bơi bơi. Trong thế giới tuyệt vời của biển xanh. Đó là một cuộc phiêu lưu thú vị và ướt át. Hãy sớm trở lại để có thêm nhiều cuộc phiêu lưu với xe lửa bóp. Chào các em. Các em có muốn hát bài hát bánh xe bus với xe lửa bóp không nào? Tất cả bánh xe bus xoay tròn xoay tròn. Quay vòng tròn quay vòng tròn. Tất cả bánh xe bus quay tròn quay tròn. Đi về thành phố. Gạt nước trên xe bus xoay vù xoay vù. Xoay vù vù xoay vù vù. Gạt nước trên xe bus xoay vù xoay vù. Đi về thành phố. Ngồi trên xe bus kêu pip 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 pip. Ngồi trên xe bus kêu pip pip pip. Đi về thành phố. Cửa sổ trên xe bus đi lên đi xuống. Đi lên lên rồi đi xuống. Cửa sổ trên xe bus đi lên đi xuống. Đi về thành phố. Tất cả bánh xe bus quay tròn quay tròn. Quay vòng tròn quay vòng tròn. Tất cả bánh xe bus quay tròn quay tròn. Đi về thành phố. Các em có thích bài hát bánh xe bus không? Chúng ta sẽ sớm gặp lại.